Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt trong bối cảnh đất nước vừa trải qua đại dịch Covid-19. Nền kinh tế thích ứng linh hoạt của Việt Nam đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng với những kết quả rất đáng khích lệ. Các lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng đều tăng mạnh, niềm tin của các nhà đầu tư được củng cố mạnh mẽ. Thứ nhất, là cần phải có một cái sự đối ứng về vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ. Thứ hai là làm sao mà là cái cách thức đầu tư của nước ngoài thì chúng ta cũng nên là đổi mới phát triển. Cùng với đó, chính phủ Việt Nam cũng tích cực ban hành nhiều chương trình hành động, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân cả nước cùng nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế bây giờ cái đổi mới sáng tạo áp dụng công nghệ vào công tác quản trị và hoạt động kinh doanh nó là cái yêu cầu gần như là bắt buộc tại vì nếu như không thì doanh nghiệp sẽ không thể có sức cạnh tranh trên thị trường và chắc chắn chỉ có một con đường thôi đó là suy thoái hoặc là rút lui khỏi thị trường nhằm tạo đà cho phục hồi và phát triển kinh tế thời kỳ hậu đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn phối hợp tổ chức buổi tọa đàm Chiến lược đầu tư trong bối cảnh bình thường mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Diễn đàn này cũng là cơ hội để nhận diện những thách thức của quá trình phục hồi kinh tế và thực tiễn áp dụng sáng tạo vào giải quyết các thách thức đó trong giai đoạn hiện nay.